Sao nãy giờ em không vô chơi cờ quên mà vô chơi Liên Minh mới chơi? Em chơi cờ ngu lắm anh ơi. Trời ơi, vô anh chơi cờ anh chỉ cho. Trời, có danh nãy đây mà em sợ ngu cái gì nữa chú Quỳnh ơi. Anh chơi hai người một máy được mà. Một người hai máy được mà chú Quỳnh. Anh nắng cái tay là không có ai ngu nữa đó. Vậy mà mình kêu danh này nắng cho mình danh này nắng. Mình nắng khác của cô ba nữa. À, mua đồ gần màu vậy anh em giúp cái anh em. Giờ mình thấy tụi nó hay dùng cái đỏ xanh biển á. Một trong hai màu đó. Màu đỏ ha. Một trong hai đó đó. Trời dễ thương quá vậy. Hello em. Chào là không có nghĩa là không chết đâu nha. Chào nhưng mà chào không có nghĩa là không chết đâu nha. Nhưng mà tắt cái web giúp anh nha. Ê quay. Đón luôn. Đón luôn sao nó không lát ta. Không lát kịp. Dạ nhưng mà tắt cái quét cho mình lên nha. Đúng mà không lát nhờ. Ủa mà sao em bỏ cho Lâm vậy Quỳnh? Anh thấy em nghiện lắm mà. Chơi mà bị chửi, ai dám chửi vậy? Ai chửi chú Quỳnh, cho anh nghĩ game có mấy hôm à. Anh nghĩ game có mấy hôm mà tụi chửi chú Quỳnh hả? Anh mới đi Đà Lạt có 3 hôm với chú Quỳnh bỏ game luôn. Vô nè, bắn 2 cái gì chạy vậy? Ủa bắn nhiều vậy là nhiều cô ba. Nè cô ba nhìn băng lính nè. Nè cô ba giờ ai mà ta rồi. Xuống luôn nha. Nếu cậu ba muốn. Rồi lên Quỳnh đây. Rồi tới nè. Rồi quấn đây. Trời ơi, kêu quấn đi mà ổng đứng không ăn cắp xong kêu đi. Thanh nêu à, thanh nêu à. Tụi kia nghe tiếng, tụi kia kêu nó đang nghe tiếng, mình phải xong. Nè, rồi cậu ba cứ núp sau bụi nha. Cứ núp đứng đằng sau bụi. Rồi, đai luôn đó nha, đai luôn đó nha. Chuẩn bị tay lê á, Không qua đâu. Ê, tay lê hết được cho mắt rồi nha anh em. Rồi. Má xui vậy. Giờ chỉ có tên tele vô trụ rồi đi xuống đất thôi. Rồi. Rồi khúc đường nói được nha cậu bạn. Xem Quỳnh ơi. Cái thấy. Cái này tưởng dẫn chơi mà ai ngờ là thiệt luôn. Tưởng dẫn chơi mà ai ngờ là thiệt. Ôi da. Gấp rồi Quỳnh ơi. Cặp ba chúc Quỳnh ơi. Chúc Quỳnh gấp quá. Nhậu luôn đi chứ. Này. Tao vậy là chết cơm rồi chứ. Để xin nó mới tờ không sao hết. Minh mặt lá nha. Kéo nè. Lee Sin đang ăn chim. Lee Sin đang ăn chim. Tới luôn. Đại luôn á. Rồi. Lee Sin đang xuống. Vô Quỳnh ơi. Rồi đẹp. Xin xuống đi. Chơi luôn nha. Cắm mắt trượt luôn rồi. Cắm con mắt trượt luôn. Này phải đánh giải không lê? Này hơn giải luôn á. Mày thấy tưởng đánh giải chứ. Thì mà bữa anh em mà đi sinh nhật anh ba nói rồi. Ngày ghen mà khó quá cứ alo anh em mình. Mà giờ em hồi nãy em chưa nói cho anh với cậu ba nghe là ai chửi em trong Võ Lâm á. Nãy giờ anh cũng đang tò mò luôn á anh. Anh làm sao mà, em nói câu đó xong em không nói tên cái làm anh với cờ lê kiểu như đang soi máu luôn á. Chỉ cần một cái tên thôi Quỳnh ơi. Anh Nghiêm đúng không? Dạ Thầy Liêu. Thầy Liêu ha đúng không? Anh ba thân đúng không em? Anh ba xin đồ rồi. Anh ba xin nghĩ người ta sợ nghỉ game luôn á chứ. Để anh ba phân thiệt. Sao chú Quỳnh, em con đi chú Quỳnh. Chú Quỳnh trả lời cho anh cái chú Quỳnh. Chú Quỳnh trả lời anh cái chú Quỳnh. Cái pha này sao em? Cái pha này sao chú Quỳnh nè. Chú Quỳnh con luôn nha. Chú Quỳnh sao ai chú em. Nào chú đi ha. Rồi. Này luôn chú Quỳnh. Em này luôn. Rồi, Miễn nó xuống luôn. Này, miếng nó xuống, liên ngay chim. Mượt quá luôn á chứ. Á, à, đai nó mượt quá luôn. Mày là lúc đó Quỳnh chưa con nữa chứ. Quỳnh mà con lẫn mượt hơn nữa. Như đó đổ ra nha trên này, để xuống ở đâu. Giờ qua đi phượt đi. Che cho anh là được. Nè, cắm mắt rồi kìa, nó cắm mắt kìa. Rồi, hai. Đẩy vô đai được không ta? Không được đâu. Nó lá trắng. Bỏ rồi nè. Không sợ nha. Nó không lá nó không rồi đó em ơi. Ui da. Cái này em ơi. Má tí thì cưng ba luôn rồi. Tí thì cưng ba rồi đó. Tụi nó hết beo nha. Pha đó phạt rồi luôn à.
À, tại vì tôi chạy ra tôi giữ thế anh em. Quả đó chạy ra để giữ thế tôi bắn lại. Xui cái là không crit. À cái đây Ruin, cái đây Ruin. Ngon mượt quá. Nè đẩy đẩy quay nè, đẩy quay cái này giờ. Không bao nha, không bao nha. Không bao không rờ. Rồi mình em cân không? Muốn cân không? Ơ dạ, đụ má cái gì vậy? Trời lỗi mít quên báo. Không lá. Đi bộ dài. Câu đi len lên nè. Rồi. Ngon, nắm mẹ luôn. Quyển. Tình vừa báo về giữ ta. Quỳnh nói mấy cái pha này giờ làm sao Quỳnh? Má biết còn hỏi điệu nữa. Tao ấy là kiểu cho Quỳnh làm đội trưởng Quỳnh con luôn. Mình cũng mua nha anh theo đường nha. Anh em chút quá má nếu mà này này ơi má cái quả này giúp rồi không sao còn chút Quỳnh mình còn chút Quỳnh cái nữa nè cái nữa Quỳnh té rồi của em Quỳnh ơi này chơi luôn quá tới luôn nè cái gì ta chơi giết hết trời ơi. Ơi cái lục quá nó chạy về mất phòng rồi. Tôi xin hết rồi trên này ơi. Tôi xin hết đúng không? Còn lá đâu? Hắn lá luôn. Trời ơi, để vô này. Thái Quỳnh ơi. Táo bạo vậy chứ Quỳnh làm pha táo bạo vậy. Rồi lên. Này. Gớm vậy. Kẻ quá là muốn. Cho cái tội dám đánh Quỳnh. Chỉ có Lê được đánh thôi nha. Đụ mà. Hư nè. Mình lấy cái boss luôn á. Rồi. Lấy cái em luôn sao nhờ. Được rồi. Bỏ được con vậy. Ô mà cái clap khi nào mới được đánh ta. Cái clap cuốn á. Cái clap là heo kiểu đánh VCSB luôn hiểu. Kiểu dạng này là đánh gặp được mấy thằng bro hơn. Thứ bảy này điểm danh đúng không? Chắc là anh em FNC tôi làm một cái Discord là một cái team là đẹp. Quá mềm, bẹt ti này quá mềm, mấy anh em bên kia quá mềm. Thì phải nè, phải lấy cái phà cái gì á, cái đợi cái cái răng gì á. Cái lá đó. Anh Lê của em thì khi nào mà dự bị đâu. Bây giờ không có đất dụng võ thôi. Ây da. Má nổi xong để mình có tập trung giết mình luôn. Em anh có thiếu Dung không à? Em quen ông thầy đánh Dung hay lắm, ông thầy nào với em? À, mà giết hả? Tại vì ở Việt Nam là anh có biết được vài ông thầy thôi. Thầy giáo ba nè, ông thầy hãy dột. Ông thầy thầy trợ giảng, thầy hiểu phó. Còn thầy nào nữa ta? Thầy Liêu, thầy Quyền nè. Thầy hiệu trưởng à, nghe quen quá ta. Em lên bim. Ai ai dạ, chơi anh em mình kìa, lên. Ai dạ. Vô chứ ra gì vậy? Ai dạ. Ui, cũ chết luôn kìa. Đàm nó to. Đàm to vãi luôn, ba đồ. Ông thêm cái nhà chết luôn. Tôi là online mà. Thiếu mít, tụi vô chấm mít. Quá mềm, quá mềm, quá mềm. Có anh em viewer nào mà kiểu trình thách đấu mà có đứt răng vàng kim cương này nọ không? Vô xong anh em tôi giết. Chứ vàng bạc đấu quý hơi mềm.